tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Còn thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa to, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Vịnh Thái Lan có mưa rào. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển đều bị ảnh hưởng, người dân cần chú ý. Bão số 4 chưa ảnh hưởng nhiều đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Vùng biển gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 2 đến 4 mét. Riêng vùng biển phía Bắc sóng cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao từ 7 đến 9 mét.